Dương nó bảo bà ấy ngã cầu thang không về được chú ạ. Ông mới về nhỉ? Ông bố con đồng đăng. À vừa rồi ra bố à? Con gái. Con gái. Út à? Quên hết ra kìa. Chả ông biết đâu. Nhà mình ở mãi ngoài Hà Nội giống ra làm sao? Ông là phải thuê xe. Còn nữa là bảo nhà em. Nhà em bây giờ ở Hà Nội cơ. Mới bỏ đừng bỏ vào đây kia hộp con này. Chỗ đây hộp này đừng bỏ chỗ góc đây. Ở đây một hộp này, bên đây hai bên cơ. Bỏ hai góc. Hai bên ghi nách nách này. Vâng. Chứ đừng bỏ cửa đấy. Đây con này. Góc đây bên đây này. Đấy. Cho nên đấy, là cứ bảo không biết phải hết cái gì ăn cháo cũng giận chẳng có cái nào luôn. Thanh rồi phải. Xong sàn sàn nó đặt nó vào để mai thì chỗ nào thiếu cây là yên tâm đi vào. Thôi. Nó đông bộ, thốt từ đấy về đến đây.